chào các em, rất vui khi gặp lại các em trong bài hôm nay. Chúng ta sẽ qua bài tiếp theo, đó là bài số 3 về chuyển động thẳng biến đổi điều. Như vậy hôm trước chúng ta đã học về cái phần chuyển động thẳng điều là gì. Đây là một cái chuyển động cơ bản và đơn giản nhất trong vật lý học. Bây giờ chúng ta sẽ qua nâng cao lên một bước nữa là ta học về chuyển động thẳng biến đổi điều là gì. Thì nó là những gì thì hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo, ta sẽ biết được nó có ý nghĩa về gì và có tính chất như thế nào. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. Chuyển động thẳng biến đổi điều. Phần tóm tắt lý thuyết thì đầu tiên tôi sẽ tóm tắt về công thức vật lý của nó trước. Đó là công thức thứ nhất là công thức vận tốc tức thời là V bằng V0 cộng AT. Công thức thứ hai đó là về công thức về gia tốc, A bằng V trừ V0 chia cho T. Công thức thứ ba đó là về quãng đường vật đi được là S bằng 1 phần 2 AT bình cộng cho V0 nhân T. Đây là ba công thức cơ bản nhất và đơn giản nhất của vật lý. Ta tiếp theo về công thức nữa. Đó là về công thức thứ tư, cũng như là phần chuyển động thẳng biến đổi điều, ta cũng có công thức về phương trình, đó là ta có thể xác định được vị trí của vật trong những cái thời điểm khác nhau. Đó là x bằng x0 cộng v0 nhân t cộng 1 phần 2 at bình. Công thức thứ năm đó là về hệ thức độc lập là v2 bình trừ cho v1 bình bằng 2 as. Chú ý rằng là một điều là như vậy, sau khi tôi đã đi một loạt năm công thức thì chúng ta phân biệt ra trong trường hợp nào là chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong trường hợp nào là chuyển động thẳng chậm dần đều. Thì ta có một cái ghi chú, đó là nếu như tích A nhân V nó là dương thì ta có thể gọi đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nếu như A nhân V mà âm thì ta có thể gọi đây là chuyển động thẳng chậm dần đều. Vậy là ta có thể xác định được trong trường hợp nào nó là chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong trường hợp nào nó là chuyển động thẳng chậm dần đều. Để hiểu rõ hơn một số về công thức và ý nghĩa vật lý của nó, ta có thể làm một số bài tập áp dụng.